Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2017 thì hôm nay cũng là ngày 1 đầu tháng. Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một tháng mới trọn vẹn niềm vui hạnh phúc và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Ngày hôm nay Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu video clip chiếc tủ góc bằng gỗ hương đỏ của Lào. Hàng thửa toàn bộ cánh được đục thủ công bằng tay. Chiếc tủ góc này được bố Thành Luân chúng tôi đã kê vào đúng vị trí của gia đình nhà bác khách hàng ở phố Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội. Đây, quý vị đang thấy đây. Lúc này để trong nhà nên là ánh sáng vẫn còn hơi thiếu một chút, mà nhìn nó vẫn rất chi là đẹp. Chiếc tủ góc này chúng tôi đã bày vào đúng vị trí của gia đình nhà bác khách hàng ở Lê Lai, Hà Đông, Hà Nội. Rất đẹp. Các có nhu cầu cần liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc là 0972770888, hoặc quý khách có thể về trực tiếp cơ sở của chúng tôi tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ngăn kéo tôi là ngăn kéo dưới con sóc rất chi là đẹp. Các cái cánh này được đục chạm thủ công. Cánh này cánh một tấm cánh liền được đục thủ công, và phía bên hồi này cũng vậy, hồi này chúng tôi cũng đục thủ công, rất giá trị. Trên màn hình thì đang thấy người bác đang đóng chiếc tủ áo, là chiếc tủ rượu góc bằng gỗ hương đỏ của Lào. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một đơn đặt hàng cũng một chiếc tủ góc như này của anh Minh, anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã mua rất nhiều đồ của Thành Luân chúng tôi, và hiện nay anh vừa chuyển khoản và chúng tôi là một số tiền đặt cọc một chiếc tủ góc tương tự như này và một chiếc tủ thờ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Xin kính chúc gia đình bác mạnh khỏe, hạnh phúc.